Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của Paradox Gaming. Nếu như các bạn đã theo dõi những cái buổi livestream gần đây của mình thì mình stream cái quá trình mà mình kiếm một cái Mirror of Calandra trong 7 ngày qua. Và tới ngày thứ 7 thì mình đã hoàn thành nó, mình đã mua được cái Mirror. Không phải mua cái Mirror mà mình mua những cái mảnh và nó đã đủ để mà ghép thành cái Mirror of Calandra. Thì trong video này mình muốn chia sẻ cách mà mình đã farm và đã craft những cái món đồ nào để mà bán, để mà có thể mua một cái Mirror of Calandra như thế này. Ok, và mình đã sử dụng hai cách để mà kiếm tiền để mà mua cái Mirror Shard. Và hai cách này, đầu tiên là mình sẽ chạy map, cái thứ hai là mình sẽ craft. Mình sẽ nói về cái cách mà mình đã chạy map trước nha. Thì mình sẽ mở lên cái tree. Thì nói chung là cái Atlas tree này mình cũng thay đổi liên tục à. Nhưng mà có một cái mình không thay đổi, đó là cái của Expedition. Thì Expedition over here, bên đây với lại dưới đây. Thì cái Expedition này mình không bao giờ thay đổi nó. Còn những thứ khác mình thay đổi, sau thay đổi cũng được. Tại vì mình sẽ chạy Expedition. Thì cách mà mình chạy Expedition đó là mình mua những cái Rusted Scarab như thế này. Expedition Scarab, giá của nó bây giờ khoảng 3 Chaos thôi. Hồi trước mình mua 4 Chaos, bây giờ nó hạ giá rồi. So khoảng 3 Chaos cho một Scarab. Thì mình mua khoảng 20 hoặc là 30 gì đó, mình bỏ vào hết trong đây. Rồi xong mình cứ những cái map mình chạy Ashen Woods với lại Summit. Tại vì thấy hai cái này là dễ kiếm, chạy vô là thấy Expedition ngay, cho nên dễ hết, dễ đối với mình. So yeah, mình cứ bỏ vào và mình chạy nó. Và vào khi mà mình gặp Expedition thì mình sẽ làm Expedition. Xong cái Expedition thì mình sẽ đi ra ngoài map, mình sẽ bỏ map khác vô và mình chạy lại ngay, cho mình không đi giết hết những con quái trong map và mình không có đi đánh con boss. Ashen Woods này thì con boss cũng dễ kiếm và con boss thì cũng dễ giết, cho nên có lúc thì mình cũng đi giết con boss luôn để mà kiếm thêm. Có lúc con boss nó sẽ drop những cái tiền tệ mới của Eldritch và nó cũng drop thêm map, cho nên yeah, đôi lúc mình cũng giết con boss của cái Ashen Woods này. Còn boss của Summit thì mình đa số là mình sẽ không giết nó, tại vì nó có hai phase. Mình giết nó một lần xong nó nhảy lên, xong mình phải đi qua bên kia xong mình mới giết nó, cho nên mình thấy nó tốn thời gian. Cho nên boss của Summit là hình như hầu hết mình sẽ bỏ nó chứ mình không giết nó. Ok, ở đây là nhớ mới đi vô là đã thấy Expedition rồi thôi. So mình sẽ tốn thời gian để mà đặt trụ một xíu. Yeah, so let's put all the things here. Map này hiện tại đang có Delirium, mình có lấy Delirium nữa. Delirium mình lấy tại vì mình muốn lấy những cái Delirium Orb. Delirium Orb bán thì cũng có tiền, cho nên why not. So những map nào mà có Delirium như thế này thì mình sẽ chạy cho nó hết cái map, tại vì mình muốn những cái stack nó lên cao thì nó sẽ rất nhiều Simulacrum, Splinter, lại nó rất nhiều đồ hơn. Và đây là những cái loot mà mình đã nhặt được từ cái map vừa rồi. Thì ở đây mình sẽ tính 7 cái Astragali này. Astragali này có giá là 2.2 nhưng mà thường mình bán lên 2.5 vẫn có người mua, thậm chí là 2.7 hồi trước mình cũng có bán, cũng có người mua luôn. So yeah, 7 cục ở đây là khoảng 10 mười mấy ta? 2.5, 15, cho là 17 Chaos đi. 17 Chaos cộng cái cục này là 11, là 28 Chaos nha. Cộng cục này nữa 15 là 43 Chaos. Ok, nếu mà tính thêm những cái này nữa, cái nào bán được nữa thì sẽ có tiền hơn nữa. Mà đây là có Delirium cho nên mình nhặt được nhiều như vậy. Còn nếu mà không có Delirium, các bạn chạy vô lấy Astragali như thế này thôi thì cũng được mười mấy Chaos một map. Thì cũng nếu mà bạn chạy nhanh 10 map, mỗi map cho là khoảng chạy khoảng 2 phút đi, thì khoảng 20 phút thì các bạn cũng kiếm được một EXO. Right. Mà đây là chưa có logbook nha. Nếu mà lượm được logbook mà của The Sun nữa, mình có thường nhận được cái những cái logbook như thế này, mình bán 30 Chaos cho những cái này cũng có người mua. Nếu mà nhặt được cái logbook của The Sun như thế này, hồi trước mình bán lên tới cái này là 85, mình để 85 thì cũng có người mua, nhưng mà dạo này logbook nó cũng hơi bắt đầu rớt giá rồi. Hồi trước bán 90 cũng có người mua. Ngồi logbook với lại những cái đồng xu ra thì khi mà các bạn làm Expedition thì nó cũng có tính vào cái progress cho cái Serum Exchange này luôn. Mà các bạn không còn phải giết con boss cuối của map,
Yep. Mình thấy là mình chỉ chạy vào làm expedition xong thì nó cũng tính vào đây lên luôn, cho nên nó sẽ rất là nhanh lên cái thanh này, cái ô này, I don't know what it's called. Cho nên các bạn có thể đánh con boss này rất là nhiều lần trong một ngày, có thể đánh tới 2-3 lần một ngày cũng có. Và con boss này thì nó cũng cho mình loot cũng ok. Hôm nọ mình có lượm được một cục jewel và mình có bán được là 25 exalt từ nó. So yeah, it's good. Thì lâu lâu nếu mà hên thì cũng kiếm được một mớ tiền từ con boss này. Thêm nữa thì khi mà các bạn đi map thì các bạn cũng hay nhặt được những cái cục ember như thế này đúng không? Và yeah, mình chọn cái của Searing Exarch tại vì những cái cục này nó có giá hơn là cái của thằng Ether Words. Như các bạn thấy ở đây. Và khi mà các bạn bán với số lượng lớn á, thì các bạn có thể nâng giá nó cao hơn một xíu nữa cũng được. Ví dụ như cục này mình bán 5 Chaos thay vì là nó để ra 3 Chaos. Những cái tiền tệ khác mà mình nhặt được thì mình cũng có hay bán nó. Ví dụ như là Fusing thì mình cũng bán 300 cho 1 Exalt. Stack Deck thì mình cũng bán khoảng 110 cho 1 Exalt. Rồi mình có bán mấy cái này đáng lẽ phải bán nhưng mà chưa bán nè. Rồi mình có bán cái Awaken Sextant này tại vì mình không có xài Awaken Sextant nhiều cho lắm. Tại vì mình cứ vô rồi xong mình ra map thôi. Cho nên mình cũng bán cái này 50 cục này cho 1 Exalt. Yep. So, nói chung là các bạn có những cái tiền tệ nào mà có thể đổi qua Exalt thì hãy nên đổi qua Exalt để mà mua Mirror Shard. Tại vì về sau thì Mirror Shard chắc chắn sẽ lên giá. Giá của Mirror hiện tại là 244 và lần lần nó sẽ lên nè. Đây là những cái người bán ở dưới đây rồi. Khi mà cái mớ này có người mua hết rồi thì giá nó sẽ đẩy lên tới bao nhiêu đây. So yeah, mua Mirror càng sớm càng tốt tại vì về sau nó sẽ lên giá nhanh thôi. Và đó là về phần mapping. Bây giờ mình nói về phần crafting, những món đồ mà mình craft là gì và làm sao mình kiếm tiền từ nó. Thì những cái món đồ mình craft thì mình đây là những món đồ mình craft từ Rogue thôi. Rogue là cái con NPC này. Không phải, cái đó là Benchcraft. Con với NPC này thì các bạn cứ deal for items và craft từ nó. Những cái expedition mà bạn chạy á thì những cái artifacts các bạn gom từ expedition nó sẽ gom lên lần lần. Đây là mình chạy từ Rusted Skyrap đi map thôi chứ cũng không có chạy logbook nhiều, nhưng mà nó đã gom được bao nhiêu đây rồi. Thường thì mình sẽ hết cái exceptional order artifact này nè. Nếu mà nó hết cái này thì mình phải đi logbook để mà kiếm nó nhanh hơn, chứ đi cái kia thì nó cũng hơi chậm, nhưng mà những cái thứ khác thì nó không, mình nghĩ nó sẽ không bao giờ hết tại vì nó quá nhiều. So yeah, nếu mà để nói craft từng món đồ, những cái dòng nào kiếm thì nó sẽ rất là nhiều. Nói chung là trên một món đồ các bạn sẽ còn những cái dòng, ví dụ như đôi giày này thì còn resistance, nhưng mà quan trọng trên đôi giày thì nó phải có movement speed với lại life. Life thì nếu mà ai chơi energy shield thì cũng không còn lắm, nhưng mà yeah, nói chung là phải có movement speed, có resist ngon ngon một xíu với lại có life thì thường thì sẽ dễ bán. But yeah, we have that here. Đây là những món đồ mình bán với mấy chục chaos thôi. Còn có những món đồ mình bán với giá là vài exalt cũng có, 1-2 exalt gì đó. Ví dụ đôi giày này đi thì nó có cộng life cao nè, cộng resist, cộng movement speed ok. Rồi mình đập thêm vài cái influence mới Eldritch vô thì sẽ bán được thôi. Đây mình treo 2 exalt, nói chung là mình treo 1-2 exalt để mà nó bán nhanh. Còn cái nào mà kiểu như craft ngon hơn nữa thì mình sẽ bán với giá cao hơn. Ví dụ như cái mũ này thì nó có spell suppression, intelligence nè, rồi có life T1, rồi có lightning resist nữa. So yeah, mình đang treo 5 exalt nhưng mà mình có thể hạ giá nó xuống nếu mà nó lâu quá không bán được. Ok. Mùa này thì người ta chơi cái sợi dây chuyền mới á, nó stack attribute, không phải stack attribute mà nó sẽ còn những món đồ mà có attribute cao. Cho nên những món mà mình craft ra mà có attribute thì thường mình cũng sẽ bán được nó với giá cao. Để mình kiếm coi thử có những món nào thường mình sẽ lấy trên chiếc nhẫn dễ hơn. Đây thì có cộng intelligence, những món mà có cộng high attribute đó, thường sẽ bán cả được cao hơn. Đây thì mình có intelligence with strength. Đây thì mình có Dex với lại Int nè. Nhưng mà cái đây là sẽ truyền rồi cho nên cũng không được. Nếu mà đây là chiếc nhẫn đi thì mình sẽ bán được giá nè. But here, yeah, don't have it. Yeah, here, đây 55 Dex, 55 Int.
rồi có một ít life, một ít resist, thì thường mình cũng sẽ bán được những chiếc nhẫn như thế này. Và nếu mà các bạn craft một món đồ ra, một cái nhẫn hay là một sợi dây chuyền gì đó mà nó có dư một dòng prefix, thì mình nghĩ các bạn nên luôn luôn craft cái dòng là non-channeling skill have trừ 6 hoặc là trừ 7 mana. Thì khi các bạn craft những cái dòng đấy vào thì người ta sẽ dễ mua hơn, mình sẽ dễ bán nó hơn, thay vì là những cái món đồ mà không có cái dòng đó. Trên Discord của mình thì mình có một cái channel, mình để là YouTube members. Ai mà có donate cho mình hoặc là có đăng ký ở trên YouTube thành members á, thì mình sẽ add họ vào cái chat này. Và mình sẽ post ở đây những cái món đồ mà mình craft ra được và mình bán được với giá exalt. Thì các bạn có thể xem những món đồ ở đây và có thể craft theo nó. Và mình cũng sẽ làm video hướng dẫn những cái món đồ mình craft riêng luôn. Và mình sẽ post những cái video đó lên đây luôn, để mà anh em donators hoặc là YouTube members có thể xem. Tại vì mình post public những món đồ đó thì quá là nhiều người sẽ craft, và cái giá của món đồ đó nó sẽ rớt giá, cho nên mình phải làm như thế này. Cho nên nhân tiện đây mình muốn quảng cáo về cái YouTube membership này. Bạn nào mà muốn xem những cái món đồ mà mình craft thì có thể đăng ký vào cái membership YouTube này, hoặc là donate cho mình qua Momo và nhắn tin riêng cho mình thì mình cũng sẽ thêm bạn vào cái YouTube members này luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ road craft thử một món đồ cho bạn xem để bạn biết cách để mà craft nha. Về road crafting thì mình nghĩ nó sẽ khó đối với những bạn mà không rành tiếng Anh, đúng không? Tại vì ví dụ các bạn mua một món đồ đi, xong nó để ở đây là remove single modifier, nghĩa của nó là gì thì các bạn sẽ không hiểu, right? Nhưng mà cách để dễ hiểu nhất thì các bạn chỉ để ý chữ remove. Remove có nghĩa là sẽ bỏ đi, ok? Và nó hiện ở bên tay phải đây cái màu vàng vàng cam cam á, không phải màu vàng mà màu cam. Cái màu cam á thì nó sẽ bỏ đi cái dòng đó. Thì nếu mà các bạn muốn bỏ đi dòng đó thì các bạn bấm upgrade. Còn nếu mà không muốn bỏ đi cái dòng đó thì các bạn bấm skip thôi. Thì ở đây ví dụ như mình muốn bỏ đi thì mình bấm upgrade. Ok. Còn upgrade the level of a modifier by one tier, thì những cái modifier ở đây mình có 3 modifier. Cái nào mà chưa phải là tier 1 thì nó sẽ nâng cái tier đó lên. Ví dụ như tier 3 thì nó sẽ thành tier 2, tier 6 ở dưới thì nó thành tier 5, tier 2 thì có thể nó sẽ thành tier 1. Ok. So mình muốn có cái đó cho nên mình sẽ bấm upgrade. So ở đây nó đã upgrade cái fire resist. Đây là nó để là add a prefix. Thì trên một món đồ nó sẽ có 3 prefix và 3 suffix. Thì ở đây mình có tất cả là 3 suffix rồi mà chưa có dòng prefix nào. Thì ở đây nó sẽ thêm một dòng prefix. Ví dụ như vậy thì nó đã ra life. Ok. Upgrade level of 3 modifiers by 1 level. Thì nó sẽ lấy 3 mod và nó sẽ tăng lên một tier. Như cái hồi nãy, nhưng mà cái hồi nãy nó chỉ tăng lên có một mod thôi, đây nó tăng tới 3 mod. So cái này ngon hơn nữa. So there, tăng lên một tier. Và life đã lên thành tier 1 rồi. Ở đây nó để là remove all suffix, là nó sẽ bỏ hết tất cả các suffix này luôn. Thì mình sẽ không muốn cái điều đó cho nên mình sẽ skip. Đây nó để là add a prefix modifier 5 times but only keep the best outcome. Nó sẽ thêm prefix vào 5 lần và nó sẽ giữ lại cái mod nào mà tốt nhất trong cái 5 lần đó. So ở đây mình mới có một prefix thôi cho nên mình có thể thêm vào một cái. Ok. Còn fill all empty modifier slots này là nó sẽ thêm, ví dụ như bác trên cái món đồ này còn trống cái mod nào á thì nó sẽ thêm vào hết. Ví dụ trên món đồ này hiện tại thì chỉ thiếu một dòng prefix thôi. Còn nếu như mà nó vừa thiếu prefix đi, vừa thiếu suffix đi, thì khi mà các bạn nói để là fill all empty này thì nó sẽ thêm vào hết. So đôi lúc mình sẽ không muốn thêm cái này vào. Ví dụ như trên đôi tay, bao tay này thì mình thấy nó cũng, cái dòng prefix nó cũng ok rồi. Nếu là fill all mà nó thêm ví dụ như là mana hay là cái gì đó thì mình sẽ không muốn. Cho nên mình có thể để trống một dòng như vậy để mà mình đi benchcraft thì nó sẽ ổn hơn. Thì trên bao tay này mình sẽ để trống thì mình sẽ skip, không cần phải fill all này. Add a prefix. Ok, nó để đây tiếp tục là add a prefix mà mình không muốn add a prefix. Thì sự lựa chọn còn lại thì mình có thể take item để mà mình khỏi thêm prefix. Còn nếu mà mình upgrade thì nó sẽ thêm prefix, cho nên đây mình sẽ take item thôi. Và mình sẽ đi benchcraft. Oops, what is this? Đi benchcraft nó thêm một cái dòng, ví dụ như trên đây là armor evasion thì mình sẽ tìm ở đây armor evasion và thêm life đây.
và mình craft nó lên thì nó sẽ thêm life, cộng được thêm 12 tới 14 life, right? So nó sẽ ngon hơn là mình thêm cái dòng hồi nãy. Wow, perfect này luôn. Alright, so trên món đồ này mình bây giờ hình vệ có thể check giá nó xem thử là bao nhiêu. Life nó lên tới 90 mấy, là dex là có resist nữa. So yeah, ở đây nó có để mấy chục kiosk nhưng mà ở đây có cái nó để 2 exalt. Thì mình có thể lên trade, bấm vào nút trade này để lên xem thử mấy món đồ nó như thế nào. Ok, 40, 30. So mấy cái này không hiểu là sao nó lên tới 2 exalt. But yeah, if I can sell this one for 1 exalt, mình có thể bán 1 exalt, nghĩ có thể được. Để xem là đạp thêm cái influence không, thử có cái nào ngon không. Mình đạp cái rẻ nhất thôi. Ok, có người mua đồ Rockcraft của mình rồi kìa. 60 chaos rupture. Đây, bao tay này mình cũng Rockcraft đây. Ok, sell it, 60 chaos nhá. Kiếm mấy đồng lẻ này đi mua đồ craft tiếp thôi. Alright, what am I? Okay, so cái này bây giờ mình sẽ đập. Well, chance to hinder enemy with spell, exert deal more increased damage. Có thể sẽ có người còn tới. Attack speed, okay, perfect. Right, so I think I can sell this now for, có thêm dòng attack speed thì có thể bán với giá cao hơn. Thì vậy, nhờ không có ai có luôn nè. So mình có thể để nó với giá là maybe 2 exalt. Nếu mà không ai mua thì có thể hạ nó xuống thành 1 exalt cũng được. But yeah, just leave it as that. Cái này thì cũng đập vô thêm thử. Accuracy per frenzy charge. Experience enemies. No. Creature chance for attack. Okay, why not? And maybe 60 chaos. Okay. Về sau này khi mà thị trường nó có thay đổi rồi thì mình sẽ có những cái cách khác để mà kiếm tiền. Nhưng mà hiện tại thì cách mình kiếm tiền chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nếu mà các bạn có thắc mắc thì có thể để lại comment. Còn nếu mà các bạn muốn học thêm về crafting, có thể đăng ký vào cái YouTube membership hoặc là donate qua Momo, đăng tin thẳng với mình để mà mình thêm bạn vào Discord. Còn các bạn chỉ muốn tham gia Discord để nói chuyện cho vui thôi thì mình cũng có để link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể tham gia vào Discord. Nhân tiện thì mình cũng muốn shout out đến những bạn mà đã trở thành YouTube members ở trên YouTube của mình. Bạn Thắng Lê đã tham gia từ 1 tháng trước, bạn Tuấn Anh 20 ngày trước, bạn Minh Tròn 17 ngày trước, với lại mới nhất là có bạn Hồng Tuấn 1 ngày trước. So rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh và đã trở thành members của kênh của mình nha. Bạn Hồng Tuấn hãy gửi tin nhắn cho mình hoặc là comment gì đó để mà mình có thể thêm add bạn vào Discord nhé. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Đào hoặc là Đạo Ngọc Hoa ở trên Momo đã donate cho mình, bữa giờ chắc cũng cộng lại chắc cũng 300 mấy ngàn rồi đó. Với lại bạn Dương Tuấn Anh cũng đã donate mình trên Momo luôn. Video này tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Oh yeah.